Alo, gửi tiền cho chị Liên. Tiền đến khi còn chưa dứt lời. Đây đây, nhận thẻ về tại nhà rồi nghe bà con. Đó, thẻ miễn phí trọn đời nên mình yêu thích sử dụng nó. À, thông tin của nhà cung cấp từ ngân hàng Thịnh Vượng Việt Nam là miễn phí trọn đời, miễn phí tất cả các dịch vụ luôn, chuyển tiền, thanh toán điện thoại, đó, không phí giao dịch, rút ATM thoải mái. À rồi, đặc biệt là sắp tới là sau ngày 31 tháng 12 nha, là thẻ từ của ATM không được sử dụng nữa mà phải dùng thẻ chip. Đó thì cái thẻ này là nó có tích hợp cái chip lên đây luôn. Đó, mọi người thấy chưa? Cái chip này thay cho cái thẻ ATM, thẻ từ lâu nay. Đó. Thì phát hành miễn phí tại nhà và miễn phí tất cả các dịch vụ trọn đời của ngân hàng Thịnh Vượng Việt Nam. Đó là lý do mà mọi người nên tải cái app này về. Nó có tên là K đúng không? Và cái màu trong cái app là màu tím, còn cái thẻ này là màu vàng, rất là đẹp luôn. Đó, có một số cái màu khác để cho các bạn lựa chọn này nha. Thì đây là một trong những ngân hàng số miễn phí trọn đời mà mình yêu thích, cho nên là mình cũng khuyên các bạn nên dùng cái ngân hàng này, không cần phải ra ngoài cái quầy để mà ngồi chờ. Đó, chỉ cần ở nhà ten 2 phút đăng ký. À, đặc biệt là các bạn chuẩn bị sẵn cái chứng minh nhân dân, chụp hình cho họ, dùng cái app K này chụp hình mặt trước này, mặt sau này, đó, và chờ khoảng 2 ngày thì các bạn sẽ được duyệt tài khoản. Sau đó thì mọi cái giao dịch trên cái app K đó chỉ cần 2 giây thôi là các bạn chuyển tiền được này, thanh toán được này, nộp cạc được này, và đặc biệt miễn phí trọn đời đó, thấy chưa? App này là app K, chúng tôi khuyên nghị các bạn sử dụng. Ok, nếu như các bạn thấy thích thì comment và like chia sẻ video nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Alo, gửi tiền cho chị Liên. Tiền đến khi còn chưa dứt lời.